công trình phía trong tòa cung Thiên Thọ này đường đều được nối với nhau bằng những cái dải hành lang của mái chắn này, dành riêng cho các bạn. Khỏi cháy ra. Phía sau là những cái công trình ví dụ như là bếp hay là nơi ở của các cung nữ phục vụ các bà ấy, xuống chắc là bể nước tắm, bể nước đúng không? Vâng. Bể tắm của các bà. Giếng đúng rồi. Giếng khơi đấy tắm rồi ào ào gì chứ. Tắm giặt. Cứ bàn thế. Các bà nô tì mới thì phải ra đây mà giặt cho bà. Không chỉ được chứng kiến lễ quay vịt của vua Bảo Đại, mà Dinh còn là một trong những rất ít người ở bên Bích Tử Cung từ cùng vẻ với vua Bảo Đại khi được Tử Cung chút hơi thở quý. Cung nói tóm lại là phải thân, nói tóm lại là phải vào thân thiết, phải thân thiết vào trung tâm là phải cũng phải con anh Chính, con anh Bình đấy. Bài kia là tâm khúc đúng không em ơi? Em gái ơi, cái trên kia là bộ tâm khúc à? Tâm khúc à đúng không? Bữa nay ngoài Bắc thì chơi tâm khúc, tương sĩ tương xe thôi. Tâm khúc là, cái chạc kỷ này, cái chân làm rất là điệu nhé. Đẹp. Giống kiểu Louis. Chân nhỏ nhỏ lại rất là điệu đẹp. Trước họ làm nhỏ, bây giờ thì mới sụp vụ tủ chè mới làm to. Làm thanh mảnh đơn giản thôi. Lại xem vụ pha chè là gì. Ăn trầu. Bà la. Úi giời. Cũng ấy lắm, cũng ghê gớm lắm. Ngày xưa có cụ đã quần áo lượt, rồi quần áo lượt thì ông có mắng thôi. Anh thì mặc đẹp cho chị em người ta thích, thế là đúng rồi, phải gì nữa. Bây giờ là thứ nhất là mặc đẹp cho xã hội, nhả em nhỉ? Dạ. Thứ nhất là đẹp cho bản thân mình, đẹp cho xã hội. Thì bên trái của mình đây gọi là trường du tàu, thì nơi dành cho các bạn đi hóng mát, uống trà, ngắm xe. Các chị bên đây có cái mô hình mô phòng mà thì hoàn cũng được hoàn cũng như vậy. Bằng đồ hoàng thành, bằng mô hình luôn này. Thì nó hoàng cung này được xây dựng trên một cái khuôn viên hình chữ nhật với tổng diện tích là 87.5 hecta, trên 30 thẳng, trục phía bên này, trục ở giữa và trục phía bên kia. Dạ, thì trục ở giữa này là chỉ dành riêng cho vua thôi, nơi vua làm việc, nơi vua nghỉ ngơi và làm việc. Dạ. Đây nhé, cái chỗ đây là cổng này. Cổng ngõ thôn. Chỗ điện Thái Hòa. Tiếp là đến điện Cần Chánh là nơi vua ngồi làm việc vào các ngày 5, 10, 20 và 25 âm lịch. Còn điện Thái Hòa này chỉ là thiệp tiêu đại tiêu vào ngày 1/15. Điện Cao Thành nơi ngủ của vua, cung Khuôn Thái nơi ngủ của các bà hoàng kế phi, điện Kiến Trung là cái điện mà của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương thì được cho xây dựng phía sau này đấy. Là nơi nghỉ ngơi của bà. Và cái công trình đang đứng là cái công trình này gọi là cung Dương Thọ nơi ở của mẹ vua. Thì sau này là nơi ở của bà nội vua Thái Hoàng Thái Hậu. Như các anh nhìn thấy là cái hoàng thành này được bao bọc bởi những cái bờ hào hào bao quanh và những cái bức tường cao, tường cao hào sâu, nồi bức xúc ngoài bức nhập để bảo vệ hoàng thành mình đấy. Được chia làm bốn cổng đông tây nam bắc,
cổng chính là phía nam, cổng sau là cổng cổng Hòa Bình là cổng Hầu. Cái này là Ngọ Môn này, cái kia là kiểu Hòa Bình này. Cửa Trương Đức dành riêng cho nữ giới ra vào lúc nãy. Cửa gì nhỉ? Trương Đức. Rồi bên này. Cửa Hiển Nhơn dành riêng cho nam giới ra vào. Hiển Nhơn. Dạ. Phía tây và phía đông. Tây rồi ông nhớ cái cửa ông hay thích. Ấy. Mình hay đón được bên kia. Hay đón bên kia chứ. Vào cửa kia. Hòa Bình cũng được. Cửa ông không nhớ là ông có vào cái cửa của tôi. Mới trà cung đình, trà cung đình thì là một chưa biết à, đâu. Trà cung đình thì 4 người một ấm. Ủa, rồi. Rượu minh mạng thì. Chắc phải bẻ vào cổng của mình 200 nghìn một người là bao gồm được rồi. Đúng không? Đúng cái rượu bên bạn tôi có bán không? Được thưởng thức không mà không mất tiền mà như thế. Không. Bên kia có ông cháu nội của ông gửi đi đến cháu của cháu của lại. Cái này giả cổ. Giả cổ đấy, giả cổ. 105.000. Không, cái loại này thì không, 1 triệu chứ. Là 1.050.000. Ừ. 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 Ừ